Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Các con Lê Dương Bảo Lâm còn nhỏ tuổi đã ra dáng KOL nhí. Gia đình đầy đủ nếp tẻ của Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh nhận được nhiều sự quan tâm yêu mến từ khán giả. Nam diễn viên cũng rất tạo điều kiện cho các con tiếp xúc với truyền thông, so biết từ khi còn bé. Nhờ thế, ba nhóc tiền nhà Lê Dương Bảo Lâm dù còn rất nhỏ tuổi đã ra dáng KOL nhí. Gia đình Lê Dương Bảo Lâm nhận được sự yêu thương từ khán giả. Sau khi lấn sân làm ca sĩ với em vay đầu tay, sau hai ra dẻ quá, Lê Dương Bảo Lâm đã chính thức phát hành sản phẩm thứ hai là Noel Đến Cười Lên Nào. Đặc biệt, video âm nhạc lần này còn có sự tham gia diễn xuất của vợ con nam diễn viên. Hai ái nữ Bảo Nhi, Bảo Ngọc cực dạng dĩ, biểu cảm và hành động đa dạng thu hút sự chú ý của khán giả. Bên cạnh đó, bé Finn dù chỉ mới 4 tháng tuổi đã được ba mẹ cho đi đóng MV. Dù chưa hiểu gì nhưng nhóc tùy cực ngoan ngoãn, gương mặt bù bẩm đáng yêu. Con trai Lê Dương Bảo Lâm mới 4 tháng tuổi đã đi đóng MV nhóc từ cực ngoan ngoãn gương mặt đáng yêu thu hút sự quan tâm của khán giả hai ái nữ của nam diễn viên cực đáng yêu biểu cảm gương mặt đa dạng khung cảnh gia đình hạnh phúc của lê dương bảo lâm trong mv mới hai ái nữ nhà lê dương bảo lâm từng tham gia một số hoạt động giải trí trước đây trong một quảng cáo cho một sàn thương mại điện tử nam diễn viên gốc đồng nai từng cùng hai con gái chụp ảnh cực hài hước diện trang phục đồng điệu bảo nhi và bảo ngọc chụp ảnh quảng cáo cùng ba hai ái nữ cực đáng yêu của nam diễn viên Bảo Nhi khi còn bé thường xuyên chạy sau cùng ba mẹ. Thời điểm đó vì chưa nổi tiếng, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm thường dẫn theo con gái đầu lòng đi quay chương trình. Bảo Nhi luôn hiện diện ở hậu trường, được các nghệ sĩ yêu thương, ngày một lớn nhóc tỳ càng đáng yêu phong cách sành điệu. Bảo Nhi đi quay chương trình vợ chồng son cùng ba mẹ. Nhóc tỳ luôn có mặt trong hậu trường những buổi quay của Lê Dương Bảo Lâm. Bảo Nhi được nhiều nghệ sĩ yêu thương, nhóc tỳ ngày một lớn càng ra dáng eo nhí. Phong cách sành điệu của ái nữ đầu lòng nhà Lê Dương Bảo Lâm thời điểm sinh Bảo Ngọc, vợ Lê Dương Bảo Lâm dần hạn chế cùng chồng đi quay chương trình, bắt đầu kinh doanh riêng. Chính vì thế nhóc tỳ ít xuất hiện ở hậu trường, tuy nhiên không vì thế mà Bảo Ngọc thu thiệt với chị hai Bảo Nhi. Thời điểm 6 tháng tuổi, Bảo Ngọc đã được đi quay quảng cáo, có cách C không hề thấp. Gần đây nhóc tỳ còn cùng ba mẹ tham gia một chương trình, hiếm hoi chạy sau với phụ huynh, Bảo Ngọc rất khó tính, kỹ càng chọn lựa từ lúc được trang điểm. Bảo Ngọc 6 tháng tuổi đã đi đóng quảng cáo. Hình ảnh nhóc tỳ cực đáng yêu tại buổi quay quảng cáo. Bảo Ngọc tham gia một chương trình với ba mẹ, thể hiện sự khó tính khi được trang điểm. Bảo Ngọc thừa hưởng nhiều nét giống với Lê Dương Bảo Lâm. Có ba là diễn viên nổi tiếng, bà con Lê Dương Bảo Lâm từ nhỏ đã được tiếp xúc với môi trường nghệ thuật. Sau phim Trạng Quỳnh dù bận rộn vẫn tạo điều kiện cho các nhóc tỳ va chạm với truyền thông, showbiz bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo